Em và con ăn đi, chịu khó ăn nhiều vào. Anh đi làm nặng nhọc mới cần ăn nhiều. Em ở nhà chỉ cơm nước nhà cửa, cũng không mất sức nhiều. Đúng thế ạ. Bố ăn đi cho khỏe. Ai cũng phải ăn cả, nhất là con, đang tuổi ăn tuổi lớn, ráng học hành. Bố mẹ dù đói khổ vẫn cho con học hành tử tế. Bố nói phải, con chịu khó học, mai này đỡ khổ con ạ. Vâng ạ. Đợt này chủ người ta cũng túng, nên mãi chưa có tiền thanh toán cho thợ thuyền. Hai mẹ con chịu khó vài hôm, khi nào nhận được tiền công, bố đãi một bữa hoành tráng nha. Không sao mà anh, nhà mình vẫn còn đồ ăn, mình ăn dè ăn sén vẫn qua bữa được. Quan trọng anh phải đủ sức khỏe mà đi làm. Ừ, anh chỉ lo em vất vả thêm. Mà mai anh phải đi làm sớm, em dậy trước thì gọi anh nha. Chỉ cần khẽ lay là anh tỉnh, không cần gọi to, con sẽ mất ngủ. Vâng, em biết rồi ạ. Để con gọi bố cho ạ. Thôi, em vào nhà đi, ngủ thêm một chút mà lấy sức. Dạo này nhìn em ốm lắm đấy, đứng đây sương sớm không tốt cho sức khỏe đâu. Trời vẫn chưa sáng hẳn nên anh đi cẩn thận nha. Ừ, em yên tâm, anh đi làm đây. Mình cũng phải tranh thủ đi bán mấy mớ rau để đong ít gạo. Nhà cũng chẳng còn gì ăn nữa rồi, không thể đặt hết áp lực lên chồng mình được. Chị bán hết rau rồi đó hả? Vâng, mãi cũng bán hết mấy mớ rau chị ạ. Trưa quá rồi, em phải về đây. Chị kiên nhẫn thật đấy, cố bán nốt bó rau cuối cùng. Trưa trầy trưa trật luôn rồi còn gì. Chị về đi. Thôi thế em về trước nhé. Nắng quá đi mất, giá như có cốc nước thì đỡ. Sáng nay vội quá, mình quên mang theo nước. Ô, một quả cam. Chà, quả cam còn lành lặn nguyên, chắc ai đó đánh rơi đây mà. Đúng lúc đang khát nước. Quả cam ngon và mọng nước quá, thế này đã cần khát phải biết. À, phải rồi, cụ mình chả mấy khi có hoa quả để ăn. Trái cam thơm ngon thế này phải dành cho cu Minh, chắc thằng bé thích lắm nè. Minh ơi, nhìn xem mẹ cho con gì đây này. À, mẹ mua cho con ạ. Cam ngon lắm, con ăn đi, mẹ phần con đấy. Trái cam nhìn ngon quá mẹ ơi, con thích lắm ạ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ biết con trai mẹ thèm ăn quả mà, chỉ vì bố mẹ nghèo nên con ít được ăn trái ngon. Đâu mà mẹ, con cũng chỉ thèm vừa vừa thôi ạ. Nhưng mà quả cam này ngon thật đấy mẹ. Ừ, thôi con ăn đi, rồi học bài ngoan nha. Mẹ đi nấu cơm đã. Vâng ạ. Nhìn bộ dạng sung sướng của thằng bé khi thấy trái cam ngon, mà mình thương con quá. Cảm ơn ai đó đã vô tình đánh rơi trái cam ngon ngọt. Trái cam gì mà thơm dịu dịu, ngửi thôi đã thấy ngon rồi. Màu sắc thì vàng tươi đẹp thế, thích quá đi. Mẹ thương mình thật đấy, mua hẳn trái cam ngon ngọt thế này dành cho mình. Mình phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ mới được. Nhưng mà sao giờ này bố vẫn chưa về nhỉ? Bố làm vất vả thế mà trong bữa cơm toàn nhường phần ngon cho mình. Hay là thôi, mình sẽ dành trái cam ngon ngọt này cho bố. Chắc chắn ăn trái cam bố sẽ khỏe hơn để đi làm. Thôi nào, về đến nhà rồi, mỗi buồn phiền công việc nên cất đi cho vợ con đỡ lo lắng. Hôm nay chưa nhận được tiền công thì chắc ngày mai ngày kia là nhận được thôi mà. Bố đi làm mệt lắm phải không bố? Bố ăn trái cam này cho đỡ mệt bố nha. Con yêu bố. Ôi, con trai tôi, thằng bé thật sự trưởng thành. Cô ấy đã vì mình mà chịu bao cực nhọc, suốt ngày bận rộn chăm sóc cho hai bố con mà chưa từng phàn nàn kêu ca. Mình thật may mắn khi có người vợ như cô ấy. Cảm ơn vợ của anh. Anh cho em này. Ôi, đây là quả cam mình đã đưa cho cô Minh mà, sao nó không ăn? Cô Minh tình cảm lắm em ạ.
Chẳng hiểu cô cậu kiếm đâu được trái cam ngon thế này để phần cho anh, lại còn viết mấy dòng chữ nghe thương lắm. Anh phần em đi, em ăn cho khỏe. Thằng bé đúng là... Thằng bé ngoan, chăm chỉ học, lại thương bố mẹ, tất cả cũng nhờ em dạy dỗ cả. Con phần cho anh thì anh ăn đi cho con vui. Có một trái cam thôi mà, con thương anh lao động vất vả, anh cứ ăn đi. Em mới vất vả vì bố con anh mà em chưa từng nghỉ ngơi, lúc nào cũng lo cho bố con anh từng miếng ăn giấc ngủ. Trái cam này là dành cho em. Đúng thật là cảm ơn anh. Đây chính là quả cam ngọt ngào nhất, cả nhà mình sẽ cùng thưởng thức nha. Người mẹ có trái tim lạnh lẽo. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của Tiểu Yến tại Trung Quốc. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con ơi! Con gái của mẹ! Con đây rồi! Buông ra! Buông ra! Buông ra đây! Con là ai? Con ơi! Mẹ tìm mẹ con ơi, rồi! Mẹ! Mẹ! Hoa! Hoa của mẹ! Con là ai? Sao con lại giữ con của tôi? Bông ơi! Bông! Là mẹ đây mà! Bông ơi! Cô này chắc bị thần kinh rồi! Ừ! Sao tự dưng đi nhận con người khác làm con của mình chứ? À, chị thông cảm, cô ấy không có ý xấu gì đâu. Chẳng qua là cô ấy cũng mới bị lạc mất đứa con gái tầm tuổi cháu nhà chị. Hiện nay chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Còn cô ấy thì từ lúc lạc mất con đến giờ toàn tự đi tìm con như vậy hết. Là vậy sao? Đúng là gần đây tôi có nghe thông tin về vụ một em bé bị mất tích. Hóa ra là chị ấy. Cũng chính vì thế nên tôi mới lo cho con mình thôi. Anh cảnh sát thông cảm cho. Hy vọng sớm tìm được con của chị ấy. Vâng, xin cảm ơn chị đã hiểu cho. Con ơi, con ở đâu? Tiểu Yến. Anh đưa chị về đi. Tôi biết là rất khó để an lòng lúc này, nhưng chúng tôi vẫn đang ngày đêm nỗ lực tìm kiếm cháu. Vâng, tôi biết rồi. Em ơi, đi ngủ thôi. Ủa, cô ấy đi đâu rồi? Thật là... Tìm trẻ lạc, bé Bông, 6 tuổi. Bông à, Bông của mẹ ơi, con của mẹ, con mẹ về mẹ đi. Trời ơi, Tiểu Yến, Tiểu Yến. Sau 3 năm, bằng tất cả nỗ lực, cảnh sát đã tiến hành nhiều chiến dịch tìm kiếm trên diện rộng, nhưng tung tích của cô bé Bông vẫn biến mất một cách bí ẩn. Vợ à, em muốn đi sữa vào đi. Em cảm ơn anh. Vợ à, giờ em đang có bầu, hãy suy nghĩ tích cực một chút, đừng ủ rũ quá mà ảnh hưởng đến con nha. Dạ vâng, em biết rồi. Sắp tới anh có chuyến công tác nước ngoài một tuần, em ở nhà một mình anh cũng không yên tâm. Hay nhân dịp này em có muốn cùng anh đi không? Ở đó có khu du lịch sinh thái ở trên đảo rất đẹp, anh nghĩ nó rất hợp để thay đổi tâm trạng của em đấy. Vâng, vậy cũng được à. Em à, giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một chặng hành trình mới, bỏ lại quá khứ phía sau em nha. Ừ, dạ vâng. Con ơi, mua cho con đồ gì đi cô? Vậy? Mẹ ơi, con đây mà. Mẹ không nhận ra con sao? Cháu nhận nhầm người rồi. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, tại sao mẹ lại không nhận ra con? Mẹ ơi, mẹ.
Đồ khốn vô tích sự này, mày vừa làm cái trò gì vậy? Đừng tưởng tao không nhìn thấy nha. Đồ vô tích sự, nuôi mày chỉ tốn cơm. Về mau, tao sẽ cho mày biết đây. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ. Cắm mồm, mày không muốn tối nay được ăn không hả? Thẳng người lên, không nhìn về phía sau nữa. Lớn, không có ai là mẹ mày đâu. Mẹ mày mà bỏ mày đi như thế à? Không nghe, tao sẽ cho mày một trận như tử. Mày dám giở trò sau lưng bọn tao thì đừng có trách nha. Hôm nay còn lại bắt chuyện với người lạ nữa chứ. Hôm nay ta sẽ cho mày một trận. Không được đánh. Cô là cô dám đi theo bọn ta à? To gan. Cô to gan. Thôi chết rồi. Đứng lại, khu vực này đã bị bao vây. Alo, cho ngay một xe cứu thương đến khu phố Đại Bi. Đứng lại. Tất cả hai mau chóng đầu hàng đi. Bông, con ơi, con đâu rồi? Ê mà, em làm cho anh lo quá đấy. Đang có bầu bí thế này mà dám. Chị Tiểu Yến, chị tỉnh lại rồi à? Chị Tiểu Yến, chị hành động quá thật là liều lĩnh. Một mình đang mang bầu như vậy mà lại dám liều mình vào tận hang ổ bọn bắt cóc như thế. Nhưng cũng thật may, nhờ đó mà chúng tôi đã tìm ra một đường dây chuyên bắt cóc trẻ em. Thật ra lúc ấy tôi không nghĩ được nhiều. Tôi thấy có kẻ lén theo dõi Bông từ đằng xa nên không dám nhận con bé. Cháu nhận nhầm rồi. Mẹ, mẹ ơi, con tưởng mẹ chê con xấu xí, có em bé mới nên bỏ rơi con rồi. Mẹ xin lỗi, xin lỗi đã phớt lờ con. Mẹ nhận ra con của mẹ mà. Con của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp nhất. Mẹ làm vậy thật sự chỉ là vì muốn tìm ra kẻ đã bắt cóc con để bắt họ phải trả giá thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con yên tâm, từ đây sẽ không còn ai chia cách được mẹ con ta nữa. Sẽ không có đứa bé nào bị cảnh rời xa cha mẹ nữa đâu. Người chồng hợp đồng. Haru là một bà mẹ đơn thân. Cô sống với con gái tên là Masa, 6 tuổi, tại một thị trấn nhỏ Nhật Bản. Mẹ Haru cũng sống gần nhà con gái. Thi thoảng, bà sang dọn dẹp nhà cửa giúp Haru. Trời ơi, vở của con bé Masa, sao nó lại xé ra và vứt lung tung thế này? Con bé Masa lại xé vỡ hả mẹ? Có chuyện gì với con bé thế con? Từ khi các bạn trong lớp biết rằng con bé không có bố nên đã trêu chọc Masa khiến con bé như vậy. Con là chuyên gia tâm lý cho trẻ cơ mà, sao có thể để con bé Masa bị khủng hoảng đến thế này cơ chứ? Con phải làm gì đó giúp con bé đi chứ. Vâng, con sẽ có cách thôi mẹ ạ. Vậy là Haru đã quyết định tới công ty thuê người để thuê cho Masa một người bố. Chào chị, tôi là Nioko. Tôi sẽ là người phụ trách hợp đồng thuê người của chị. Anh sẽ là người đóng bố của con gái tôi. Vâng, tôi sẽ bắt đầu công việc từ tuần sau nha. Mẹ đã nói nhiều lần với con là bố đi công tác ở nước ngoài từ ngày con còn bé xíu. Con đã không tin, giờ thì bố về thật rồi. Bố xin lỗi Masa, thời gian qua bố bận việc ở nước ngoài quá, bố không về gặp con được. Masa tha lỗi cho bố nha. Bố đã về rồi, từ nay các bạn sẽ không trêu chọc con được nữa. Nhìn kìa, bố của Masa đấy. Thì ra bố bạn ấy đi nước ngoài về thật. Từ hôm đó, cứ mỗi tháng Nioko lại ghé thăm Masa 2 lần theo hợp đồng. Haru giải thích với con gái rằng Nioko làm việc ở xa, chỉ có thể thỉnh thoảng về thăm cô bé. Masa không nghi ngờ gì và cô bé cảm thấy rất hạnh phúc từ khi có bố. Thời gian thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Nioko vẫn cần mẫn làm người bố giả của Masa và tới thăm hai mẹ con Haru theo đúng hợp đồng. Trời ơi, mẹ ớn rồi, con phải làm gì bây giờ?
mà Masha. Mẹ ơi. Em dậy rồi à? Em thấy trong người thế nào rồi? Sao anh lại ở đây? Tháng này anh đã tới đủ 2 lần như hợp đồng rồi mà. Em nói nhỏ thôi, kẻo con bé Masha nghe thế. Masha đã gọi cho anh. Con bé nói rằng em đang ốm, mà ông bà ngoại thì lại đang ở xa. Người đàn ông này thật ấm áp. Giá như anh yêu cô này, gia đình anh hạnh phúc chứ? Cũng như bao gia đình khác thôi. Con gái anh cũng dễ thương như Masha vậy. Anh chuẩn bị đi đây. Masha đâu rồi? Anh cần phải chào tạm biệt con bé đã. Giá mà anh có thể đến đây nhiều hơn, bởi vì con bé Masha rất nhớ anh, và cả em cũng nhớ anh nữa. Haru à, em nói thế có nghĩa là... Chả nhẽ suốt 5 năm qua anh không có chút tình cảm nào dành cho em sao? Thật ra thì anh nghĩ là chúng ta không nên. Anh còn gia đình nữa. Em xin lỗi, chỉ là em ngốc quá đúng không? Thực ra anh... Vâng, không sao đâu, anh đi đi. Haru à, anh xin lỗi. Anh có biết anh quan trọng với mẹ con em như thế nào không? Anh biết, anh sẽ thường xuyên tới đây với hai mẹ con em, anh hứa. Kể từ đó, Miyoko chẳng còn bận tâm tới bản hợp đồng. Anh thường xuyên ghé thăm hai mẹ con bất kể lúc nào. Haru vô cùng hạnh phúc. Cho tới một hôm, Haru có chuyến công tác tới thành phố nơi Miyoko đang sinh sống. Trong chuyến công tác của mình, Haru được mời tới một buổi hội thảo để chia sẻ với các phụ huynh và học sinh về tâm lý của trẻ trong lứa tuổi vị thành niên. Nhưng trong suốt buổi hội thảo, cô nóng lòng chờ tới tối để được gặp Nioko như đã hẹn. Trời ơi, buổi hội thảo kéo dài hơn mình tưởng. Mình hẹn anh Nioko đi ăn tối. Nioko đã đến. Cô là chuyên gia tâm lý Haru phải không ạ? Cháu là Natashi. Cô ơi, cháu rất cần cô giúp cháu lúc này. Có chuyện gì thế? Sao cháu lại tới đây? Cháu có dự buổi hội thảo lúc chiều của cô. Cháu theo cô về đây vì cháu nghĩ cô là chuyên gia tâm lý, cô sẽ giúp được cho cháu. Cháu hãy kể cho cô nghe xem có chuyện gì nào. Thời gian gần đây, cháu không muốn sống nữa. Trời ơi, cháu kể xem có chuyện gì với cháu cho cô nghe đi. Gia đình cháu chắc là sẽ tan vỡ. Thời gian gần đây, bố cháu rất ít khi về nhà. Bố cháu cũng không còn quan tâm tới cháu nữa. Natashi, chuyện này... Cháu nghe bố mẹ cháu nói chuyện thì hình như bố cháu có người khác. Nếu bố mẹ cháu ly hôn, cháu có mặt trên đời này cũng thật vô nghĩa. Natashi, cháu không được nghĩ lung tung như vậy. Cô cần phải nói chuyện với bố mẹ của cháu. Anh yêu cô, anh đợi em một lát nha. Tại vì đang có một vị khách, cô bé. Bố, sao bố lại tới đây? Natashi, đây là... Còn con, Natashi, sao con... Bố biết con ở đây và tới đón con phải không bố? Đúng rồi, bố... Nioko, hóa ra cô bé này là con gái của anh nữa. Vậy thì anh nên đưa con bé về đi. Natashi, gia đình cháu sẽ hạnh phúc trở lại. Cô hứa sẽ giúp cháu việc này. Haru nhận ra mình chính là nguyên nhân khiến gia đình của Nioko rạn nứt. Vì muốn cho Masha có một gia đình trọn vẹn đầy đủ cả cha lẫn mẹ, suýt nữa cô đã cướp đi người cha của một cô bé khác. Haru lặng lẽ trở về và thanh lý hợp đồng với công ty thuê người. Mẹ ơi, bố Nioko không phải là bố ruột của con, chỉ là mẹ đã thuê bố ở công ty thuê người hả? Mẹ xin lỗi Masha, con buồn lắm phải không? Không.
Mẹ đừng khóc, con đã có bố trong 5 năm rồi. Dù là ngắn ngủi nhưng con đã rất hạnh phúc. Tất cả là nhờ có mẹ. Con yêu mẹ. Em và con ăn đi, chịu khó ăn nhiều vào. Anh đi làm nặng nhọc mới cần ăn nhiều. Em ở nhà chỉ cơm nước nhà cửa, cũng không mất sức nhiều. Đúng thế ạ. Bố ăn đi cho khỏe. Ai cũng phải ăn cả, nhất là con, đang tuổi ăn tuổi lớn, ráng học hành. Bố mẹ dù đói khổ vẫn cho con học hành tử tế. Bố nói phải, con chịu khó học mai này đỡ khổ con ạ. Vâng ạ. Đợt này chủ người ta cũng túng, nên mãi chưa có tiền thanh toán cho thợ thuyền. Hai mẹ con chịu khó vài hôm, khi nào nhận được tiền công, bố đãi một bữa hoành tráng nha. Không sao mà anh, nhà mình vẫn còn đồ ăn, mình ăn dè ăn sáng vẫn qua bữa được. Quan trọng anh phải đủ sức khỏe mà đi làm. Ừ, anh chỉ lo em vất vả thêm. Mà mai anh phải đi làm sớm, em dậy trước thì gọi anh nha. Chỉ cần khẽ lay là anh tỉnh, không cần gọi to, con sẽ mất ngủ. Vâng, em biết rồi ạ. Để con gọi bố cho ạ. Thôi, em vào nhà đi, ngủ thêm một chút mà lấy sức. Dạo này nhìn em ốm lắm đấy, đứng đây sương sớm không tốt cho sức khỏe đâu. Trời vẫn chưa sáng hẳn nên anh đi cẩn thận nha. Ừ, em yên tâm, anh đi làm đây. Mình cũng phải tranh thủ đi bán mấy mớ rau để đong ít gạo. Nhà cũng chẳng còn gì ăn nữa rồi, không thể đặt hết áp lực lên chồng mình được. Chị bán hết rau rồi đó hả? Vâng, mãi cũng bán hết mấy mớ rau chị ạ. Trưa quá rồi, em phải về đây. Chị kiên nhẫn thật đấy, cố bán nốt bó rau cuối cùng. Trưa trầy trưa trật luôn rồi còn gì. Chị về đi. Thôi thế em về trước nhé. Nắng quá đi mất, giá như có cốc nước thì đỡ. Sáng nay vội quá, mình quên mang theo nước. Ô, một quả cam. Chà, quả cam còn lành lặn nguyên, chắc ai đó đánh rơi đây mà. Đúng lúc đang khát nước. Quả cam ngon và mọng nước quá, thế này đã cần khát phải biết. À, phải rồi, cụ mình chả mấy khi có hoa quả để ăn. Trái cam thơm ngon thế này phải dành cho cô Minh, chắc thằng bé thích lắm nè. Minh ơi, nhìn xem mẹ cho con gì đây này. À, mẹ mua cho con ạ. À, cam ngon lắm, con ăn đi, mẹ phần con đấy. Trái cam nhìn ngon quá mẹ ơi, con thích lắm ạ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ biết con trai mẹ thèm ăn quả mà, chỉ vì bố mẹ nghèo nên con ít được ăn trái ngon. Đâu mà mẹ, con cũng chỉ thèm vừa vừa thôi ạ. Nhưng mà quả cam này ngon thật đấy mẹ. Ừ, thôi con ăn đi, rồi học bài ngoan nha. Mẹ đi nấu cơm đã. Vâng ạ. Nhìn bộ dạng sung sướng của thằng bé khi thấy trái cam ngon, mà mình thương con quá. Cảm ơn ai đó đã vô tình đánh rơi trái cam ngon ngọt. Trái cam gì mà thơm dịu dịu, ngửi thôi đã thấy ngon rồi. Màu sắc thì vàng tươi đẹp thế, thích quá đi. Mẹ thương mình thật đấy, mua hẳn trái cam ngon ngọt thế này dành cho mình. Mình phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ mới được. Nhưng mà sao giờ này bố vẫn chưa về nhỉ? Bố làm vất vả thế mà trong bữa cơm toàn nhường phần ngon cho mình. Hay là thôi, mình sẽ dành trái cam ngon ngọt này cho bố. Chắc chắn ăn trái cam bố sẽ khỏe hơn để đi làm. Thôi nào, về đến nhà rồi, mỗi buồn phiền công việc nên cất đi cho vợ con đỡ lo lắng. Hôm nay chưa nhận được tiền công thì chắc ngày mai ngày kia là nhận được thôi mà. Bố đi làm mệt lắm phải không bố? Bố ăn trái cam này cho đỡ mệt bố nha. Con yêu bố. Ôi, con trai tôi, thằng bé thật sự trưởng thành. Cô ấy đã vì mình mà chịu bao cực nhọc, suốt ngày bận rộn chăm sóc cho hai bố con mà chưa từng phàn nàn kêu ca.
Mình thật may mắn khi có người vợ như cô ấy. Cảm ơn vợ của anh. Anh cho em này. Ôi, đây là quả cam mình đã đưa cho cô Minh mà. Sao nó không ăn? Cô Minh tình cảm lắm em ạ. Chẳng hiểu cô cậu kiếm đâu được trái cam ngon thế này để phần cho anh, lại còn viết mấy dòng chữ nghe thương lắm. Anh phần em đây, em ăn cho khỏe. Thằng bé đúng là... Thằng bé ngoan, chăm chỉ học, lại thương bố mẹ. Tất cả cũng nhờ em dạy dỗ cả. Con phần cho anh thì anh ăn đi cho con vui. Có một trái cam thôi mà. Con thương anh lao động vất vả, anh cứ ăn đi. Em mới vất vả vì bố con anh mà em chưa từng nghỉ ngơi. Lúc nào cũng lo cho bố con anh từng miếng ăn giấc ngủ. Trái cam này là dành cho em. Đúng thật là... Cảm ơn anh. Đây chính là quả cam ngọt ngào nhất. Cả nhà mình sẽ cùng thưởng thức nha. Người mẹ có trái tim lạnh lẽo. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của Tiểu Yến tại Trung Quốc. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con ơi! Con gái của mẹ! Con đây rồi! Buông ra! Buông ra! Buông ra đây! Con là ai? Con ơi! Mẹ tìm mẹ con ơi, rồi! Mẹ! Mẹ! Hoa! Hoa của mẹ! Con là ai? Sao con lại giữ con của tôi? Bông ơi! Bông! Là mẹ đây mà! Bông ơi! Cô này chắc bị thần kinh rồi! Ừ! Sao tự dưng đi nhận con người khác làm con của mình chứ? À, chị thông cảm, cô ấy không có ý xấu gì đâu. Chẳng qua là cô ấy cũng mới bị lạc mất đứa con gái tầm tuổi cháu nhà chị. Hiện nay chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Còn cô ấy thì từ lúc lạc mất con đến giờ toàn tự đi tìm con như vậy hết. Là vậy sao? Đúng là gần đây tôi có nghe thông tin về vụ một em bé bị mất tích. Hóa ra là chị ấy. Cũng chính vì thế nên tôi mới lo cho con mình thôi. Anh cảnh sát thông cảm cho. Hy vọng sớm tìm được con của chị ấy. Vâng, xin cảm ơn chị đã hiểu cho. Con ơi, con ở đâu? Tiểu Yến! Anh đưa chị về đi. Tôi biết là rất khó để an lòng lúc này, nhưng chúng tôi vẫn đang ngày đêm nỗ lực tìm kiếm cháu. Vâng, tôi biết rồi. Em ơi, đi ngủ thôi. Ủa, cô ấy đi đâu rồi? Thật là... Tìm trẻ lạc, bé Bông, 6 tuổi. Bông à, Bông của mẹ ơi, con của mẹ, con về với mẹ đi. Trời ơi, Tiểu Yến, Tiểu Yến. Sau 3 năm, bằng tất cả nỗ lực, cảnh sát đã tiến hành nhiều chiến dịch tìm kiếm trên diện rộng, nhưng tung tích của cô bé Bông vẫn biến mất một cách bí ẩn. Vợ à, em muốn đi sữa vào đi. Em cảm ơn anh. Vợ à, giờ em đang có bầu, hãy suy nghĩ tích cực một chút, đừng ủ rũ quá mà ảnh hưởng đến con nha. Dạ vâng, em biết rồi. Sắp tới anh có chuyến công tác nước ngoài một tuần, em ở nhà một mình anh cũng không yên tâm. Hay nhân dịp này em có muốn cùng anh đi không? Ở đó có khu du lịch sinh thái ở trên đảo rất đẹp. Anh nghĩ nó rất hợp để thay đổi tâm trạng của em đấy. Vâng, vậy cũng được à. Em à, giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một chặng hành trình mới. Bỏ lại quá khứ phía sau em nha. Ừ, dạ vâng. Con ơi, mua cho con đồ gì đi cô. Vậy? Mẹ ơi, con đây mà. Mẹ không nhận ra con sao?
cháu nhận nhầm người rồi. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, tại sao mẹ lại không nhận ra con? Mẹ ơi, mẹ. Đồ khốn vô thích sự này, mày vừa làm cái trò gì vậy? Đừng tưởng tao không nhìn thấy nha. Đồ vô thích sự, nuôi mày chỉ tốn cơm. Về mau, tao sẽ cho mày biết đây. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Cắm bom, mày không muốn tối nay được ăn không hả? Thẳng người lên, không nhìn về phía sau nữa. Lớn, không có ai là mẹ mày đâu. Mẹ mày mà bỏ mày đi như thế à? Không nghe, tao sẽ cho mày một trận như tử. Mày dám giở trò sau lưng bọn tao thì đừng có trách nha. Hôm nay còn lại bắt chuyện với người lạ nữa chứ. Hôm nay ta sẽ cho mày một trận. Không được đánh. Cô là cô dám đi theo bọn ta à? To gan. Cô to gan. Thôi chết rồi. Đứng lại, khu vực này đã bị bao vây. Alo, cho ngay một xe cứu thương đến khu phố Đại Bi. Đứng lại. Tất cả hai mau chóng đầu hàng đi. Bông, con ơi, con đâu rồi? Ê mà, em làm cho anh lo quá đấy. Đang có bầu bí thế này mà dám. Chị Tiểu Yến, chị tỉnh lại rồi à? Chị Tiểu Yến, chị hành động quá thật là liều lĩnh. Một mình đang mang bầu như vậy mà lại dám liều mình vào tận hang ổ bọn bắt cóc như thế. Nhưng cũng thật may, nhờ đó mà chúng tôi đã tìm ra một đường dây chuyên bắt cóc trẻ em. Thật ra lúc ấy tôi không nghĩ được nhiều. Tôi thấy có kẻ lén theo dõi Bông từ đằng xa nên không dám nhận con bé. Cháu nhận nhầm rồi. Mẹ, mẹ ơi, con tưởng mẹ chê con xấu xí, có em bé mới nên bỏ rơi con rồi. Mẹ xin lỗi, xin lỗi đã phớt lờ con. Mẹ nhận ra con của mẹ mà. Con của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp nhất. Mẹ làm vậy thật sự chỉ là vì muốn tìm ra kẻ đã bắt cóc con để bắt họ phải trả giá thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con yên tâm, từ đây sẽ không còn ai chia cách được mẹ con ta nữa. Sẽ không có đứa bé nào bị cảnh rời xa cha mẹ nữa đâu. Người chồng hợp đồng. Haru là một bà mẹ đơn thân. Cô sống với con gái tên là Masa, 6 tuổi, tại một thị trấn nhỏ Nhật Bản. Mẹ Haru cũng sống gần nhà con gái. Thì thoảng bà sang dọn dẹp nhà cửa giúp Haru. Trời ơi, vở của con bé Masa, sao nó lại xé ra và vứt lung tung thế này? Con bé Masa lại xé vỡ hả mẹ? Có chuyện gì với con bé thế con? Từ khi các bạn trong lớp biết rằng con bé không có bố nên đã trêu chọc Masa khiến con bé như vậy. Con là chuyên gia tâm lý cho trẻ cơ mà. Sao có thể để con bé Masa bị khủng hoảng đến thế này cơ chứ? Con phải làm gì đó giúp con bé đi chứ. Vâng, con sẽ có cách thôi mẹ ạ. Vậy là Haru đã quyết định tới công ty thuê người để thuê cho Masa một người bố. Chào chị, tôi là Nioko. Tôi sẽ là người phụ trách hợp đồng thuê người của chị. Anh sẽ là người đóng bố của con gái tôi. Vâng, tôi sẽ bắt đầu công việc từ tuần sau nha. Mẹ đã nói nhiều lần với con là bố đi công tác ở nước ngoài từ ngày con còn bé xíu. Con đã không tin, giờ thì bố về thật rồi. Bố xin lỗi Masa, thời gian qua bố bận việc ở nước ngoài quá, bố không về gặp con được. Masa tha lỗi cho bố nha. Bố đã về rồi, từ nay các bạn sẽ không trêu chọc con được nữa. Nhìn kìa, bố của Masa đấy. Thì ra bố bạn ấy đi nước ngoài về thật. Từ hôm đó, cứ mỗi tháng Nioko lại ghé thăm Masa 2 lần theo hợp đồng. Haru giải thích với con gái rằng Nioko làm việc ở xa, chỉ có thể thỉnh thoảng về thăm cô bé. Masa không nghi ngờ gì và cô bé cảm thấy rất hạnh phúc từ khi có bố.
Thời gian thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Nioko vẫn cần mẫn làm người bố giả của Masa và tới thăm hai mẹ con Haru theo đúng hợp đồng. Trời ơi, mẹ ớn rồi, con phải làm gì bây giờ? Masa. Mẹ ơi. Em dậy rồi à? Em thấy trong người thế nào rồi? Sao anh lại ở đây? Tháng này anh đã tới đủ 2 lần như hợp đồng rồi mà. Em nói nhỏ thôi, kẻo con bé Masa nghe thế. Masa đã gọi cho anh. Con bé nói rằng em đang ốm, mà ông bà ngoại thì lại đang ở xa. Người đàn ông này thật ấm áp. Giá như anh Nioko này, gia đình anh hạnh phúc chứ? Cũng như bao gia đình khác thôi. Con gái anh cũng dễ thương như Masa vậy. Anh chuẩn bị đi đây. Masa đâu rồi? Anh cần phải chào tạm biệt con bé đã. Giá mà anh có thể đến đây nhiều hơn, bởi vì con bé Masa rất nhớ anh, và cả em cũng nhớ anh nữa. Haru à, em nói thế có nghĩa là... Chả nhẽ suốt 5 năm qua anh không có chút tình cảm nào dành cho em sao? Thật ra thì anh nghĩ là chúng ta không nên. Anh còn gia đình nữa. Em xin lỗi, chỉ là em ngốc quá đúng không? Thật ra anh... Vâng, không sao đâu, anh đi đi. Haru à, anh xin lỗi. Anh có biết anh quan trọng với mẹ con em như thế nào không? Anh biết, anh sẽ thường xuyên tới đây với hai mẹ con em, anh hứa. Kể từ đó, Nioko chẳng còn bận tâm tới bản hợp đồng. Anh thường xuyên ghé thăm hai mẹ con bất kể lúc nào. Haru vô cùng hạnh phúc. Cho tới một hôm, Haru có chuyến công tác tới thành phố nơi Nioko đang sinh sống. Trong chuyến công tác của mình, Haru được mời tới một buổi hội thảo để chia sẻ với các phụ huynh và học sinh về tâm lý của trẻ trong lứa tuổi vị thành niên. Nhưng trong suốt buổi hội thảo, cô nóng lòng chờ tới tối để được gặp Nioko như đã hẹn. Trời ơi, buổi hội thảo kéo dài hơn mình tưởng. Mình hẹn anh Nioko đi ăn tối. Nioko đã đến. Cô là chuyên gia tâm lý Haru phải không ạ? Cháu là Natashi. Cô ơi, cháu rất cần cô giúp cháu lúc này. Có chuyện gì thế? Sao cháu lại tới đây? Cháu có dự buổi hội thảo lúc chiều của cô. Cháu theo cô về đây vì cháu nghĩ cô là chuyên gia tâm lý, cô sẽ giúp được cho cháu. Cháu hãy kể cho cô nghe xem có chuyện gì nào. Thời gian gần đây, cháu không muốn sống nữa. Trời ơi, cháu kể xem có chuyện gì với cháu cho cô nghe đi. Gia đình cháu chắc là sẽ tan vỡ. Thời gian gần đây, bố cháu rất ít khi về nhà. Bố cháu cũng không còn quan tâm tới cháu nữa. Natashi, chuyện này... Cháu nghe bố mẹ cháu nói chuyện thì hình như bố cháu có người khác. Nếu bố mẹ cháu ly hôn, cháu có mặt trên đời này cũng thật vô nghĩa. Natashi, cháu không được nghĩ lung tung như vậy. Cô cần phải nói chuyện với bố mẹ của cháu. Anh Nioko, anh đợi em một lát nha. Tại vì đang có một vị khách, cô bé. Bố, sao bố lại tới đây? Natashi, đây là... Còn con, Natashi, sao con... Bố biết con ở đây và tới đón con phải không bố? Đúng rồi, bố... Nioko, hóa ra cô bé này là con gái của anh nữa. Vậy thì anh nên đưa con bé về đi. Natashi, gia đình cháu sẽ hạnh phúc trở lại. Cô hứa sẽ giúp cháu việc này. Haru nhận ra mình chính là nguyên nhân khiến gia đình của Nioko rạn nứt. Vì muốn cho Masa có một gia đình trọn vẹn đầy đủ cả cha lẫn mẹ, suýt nữa cô đã cướp đi người cha của một cô bé khác.
Haru lặng lẽ trở về và thanh lý hợp đồng với công ty thuê người. Mẹ ơi, bố Niyoko không phải là bố ruột của con, chỉ là mẹ đã thuê bố ở công ty thuê người hả? Mẹ xin lỗi Masa, con buồn lắm phải không? Không, mẹ đừng khóc. Con đã có bố trong 5 năm rồi. Dù là ngắn ngủi, nhưng con đã rất hạnh phúc. Tất cả là nhờ có mẹ.